quái vật chứ không phải mắt cá ngừ nữa rồi. Vòng viền của mắt này. Đây nhìn này. Đây là cái viền của mắt đấy. Con người hôm nay. Hai giờ mới được nhận phòng lên trong thời gian này. Bây giờ mới là 12:40, mình đi ăn trưa đây. Ăn trưa ở đâu? Gì nhỉ? Thấy mọi người bảo ăn cái món mắt cá ngừ đại dương. Với cá ngừ đại dương mình đã quyết định đến quán Bà Tám, được review trên mạng. Có biết có ra gì không, nhưng cũng đúng giờ đi ăn. Đi thôi. Ok, let's go. Chưa biết, mình chưa thành toán.
Gia vị nào? Rất là vừa phải. Nó không quá cay đâu. Nó không cay. Không cay mày đâu. Rất là kiểu mình dùng mẹ đó. Rất ngon. Muốn vừa tối. Không quá không. Rất ngon. Không. Cái dạng quả chảy. Nói chung là ăn được. Mọi người nhớ nhá. Quán 38. Lâu nhỉ? 278 Lê Duẩn. Đây là 277 gì đó Lê Duẩn. Cách Cancanba Rosa Resort là 1,6 km. Rất là gần, đi taxi từ resort ra đây mất 30.000. Thì taxi mình đi bình thường đắt hơn. Làm hoàng cỡ khoảng 4 năm, trăm mấy ít, cũng có 200 mấy, trời ơi, chả luôn.